Anh ơi, anh có muốn đi ăn quán lẩu ngon nhất Hà Nội không? Làm gì có quán nào là ngon nhất Hà Nội, chỉ có quán lẩu mà hợp với mình nhất thôi. Không, em thề quán này ngon lắm, đông dã man luôn. Em đi ăn một lần rồi, thử không? Không ngon mày trả tiền nhá. Được. Đi. Đây đây, quán này là quán thầy bảo ngon nhất Hà Nội đây. Đây, nhanh. Thử. Hết bàn rồi, đi lên tầng. Đây, theo em. Đâu? Em dẫn anh đi một con hầm bí mật. Đây. Anh lên đi, đi lên đi, đi bộ theo bạn này. Ăn lẩu vất vả này á? Ừ. Tầng 3 cơ. Tầng 3 á? Ủa, đông đấy. Ở đây anh thấy menu là có set nướng này. Nhưng mà thôi, mày lạnh ăn lẩu với nhá. Nhá. Tôm khỏa thân Kosamui. Tôm rất tươi. Cay này, ngọt này. Hơi chua chua. Mực tám đảo phi phi. Mực giòn, mực rất là dày. Chỉ có hơi đáng tiếc là hôm nay là nhìn cái phần da này hơi tợt. Hai cái sốt này ở đây rất là ngon, ăn nó rất bắt miệng luôn á. Đây là món miếng tôm phu kẹp mọi người. Có thịt bằm này, hành tím. Lạ nhờ. Miếng này là miếng sợi to nhá. Ê, cái món này ngon này. Món này ăn ngon cực. Ăn nó mát mát xong rồi cái vị của nó rất là đều ấy. Vị nó rất là tròn vị. 239.000 cho một cái đĩa tháp sườn như này. Đồ ăn ở đây mình thấy là theo cái phong cách Thái rất là nhiều nhá. Và đây là set lẩu Thái dành cho 3 đến 4 người có giá là 550.000. Tôm đây, đấy. Tôm to lắm luôn, to bằng cái nồi lẩu luôn. Chết rồi. Anh ngửi thấy mùi. Mùi mất tiền. Thơm. Anh thấy nó ngon nhỉnh hơn so với các quán lẩu Thái khác mà anh đã từng ăn. Nước lẩu thơm lắm. Vị nào gia vị đấy. Đây là tôm trong miến này các bạn này. Còn đây là tôm ăn lẩu. Nếu như khách muốn ăn tôm thẻ size to thì khách chỉ cần bảo với bên nhà hàng thôi đúng không? Con thì bên em sẽ cho ít. Ít là mấy con? 500 set 550 thì là mấy con? To thì là 3 con. To là 3 con như này đúng không? Vâng. Chắc chắn đúng không? Vâng. Thế còn nếu mà là tôm thẻ này thì là mấy con? À tôm càng xanh là mấy con? Này sẽ cũng 3 con. Cũng 3 con. Vâng. Để lựa chọn giữa tôm càng xanh hoặc tôm thẻ size to. Quán tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà dịch vụ chu đáo phết. Ăn ngon như này thì vui vẻ trả tiền thôi, có gì đâu, đúng không? Thế là mọi người nếu mà có thích đồ ăn Thái mà kiểu ẩm thực như này thì có thể ghé ăn trải nghiệm thử.